Thưa quý vị, 8 người thiệt mạng trong những vụ nổ bom tại đền thờ Shia gần Damascus. Hai vụ nổ bom tại một đền thờ của người Hồi giáo Shia trong vùng ngoại ô thủ đô Syria đã giết chết ít nhất 8 người và gây thương tích cho nhiều người khác. Truyền thông nhà nước Syria cho biết một kẻ nổ bom tự sát nổ bom tại cổng vào đền thờ Sayyida Zainab, một nơi quan trọng đối với người Hồi giáo Shia trên thế giới và được canh phòng rất cẩn mật. Sau đó, một quả bom gài trên xe hơi đã phát nổ bên ngoài đền thờ. Đài quan sát nhân quyền Syria đặt trụ sở tại Anh nói rằng có ít nhất 12 người chết và mấy mươi người bị thương. IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Đây là nơi từng xảy ra nhiều vụ nổ bom mà những phần tử hiếu chiến của nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm.